vào hồ sơ này sau đó mình nhấn ba gạch ở phía trên cùng bên tay phải sau đó nhấn vào cài đặt quyền riêng tư các bạn vào đây bạn sẽ thấy là phần tài khoản thế thì ở trong cái phần tài khoản có thông tin tài khoản ở đây nó sẽ là số điện thoại này, email và ngày tháng năm sinh của bạn thì cái này mình tạm thời bỏ qua đã mật khẩu thì bạn đổi mật khẩu thì ở đây có một cái thứ rất là quan trọng đó là phần chuyển tài khoản của bạn sang tài khoản doanh nghiệp để sau này chúng ta có thể mở được nhiều tính năng hơn thì chúng ta nhấn tiếp tục sau đó trong cái đống này bạn sẽ kéo bạn tìm đến chữ tài khoản cá nhân. Bạn có thể chọn cái khác được nhưng mà theo mình nghĩ là các bạn nên chọn vào tài khoản cá nhân. Nhấn tiếp. Sau đó là nó sẽ yêu cầu cái email của bạn. Bạn có thể điền vào hoặc bỏ qua. Mình thì mình bỏ qua luôn. Hồ sơ đã hoàn tất. Tạo video ngay. Thì mình để sau. Mình không tạo video lúc này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem tài khoản của cha chúng ta đã chuyển sang tài khoản doanh nghiệp đến xưa. Bằng cách làm vào hồ sơ nó ba gạch ở phía trên bên tay phải của chúng ta sau đó chúng ta sẽ vào cài đặt vào quyền riêng tư để bây giờ chúng ta lại quay xin ngược trở lại là gì tài khoản thì lúc này nó sẽ báo là chuyển sang tài khoản cá nhân thì có nghĩa là chúng ta đang là tài khoản doanh nghiệp rồi các bạn nhé mình xin phép được dừng video đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo